Chung kim giáng sinh
biệt khuyến mại cực khủng, giảm 50% combo đầu thu và thuê bao gói trọn vẹn từ 3 tháng, ưu đãi giảm đến 50% cho thuê bao lần đầu mua gói áp cả cộng. Chưa hết, gia hạn ca cộng 12 tháng được tặng thêm 4 tháng, gia hạn 6 tháng tặng 2 tháng, áp dụng đến 31 tháng 12. Gọi ngay 1900 1592 đến các đại lý ca cộng hoặc vào website ca cộng để mua ngay. Thấy tin vui cho người hâm mộ bóng đá, ứng dụng truyền hình TV 360 của Viettel là đơn vị chính thức sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải bóng đá Euro tại Việt Nam. Giải đấu tầm cỡ châu lục thu hút sự quan tâm của hơn 5 tỷ người. Theo đó, TV 360 hiện là ứng dụng duy nhất phát sóng trọn vẹn giải Euro 2024 như vòng loại, vòng playoff tới chung kết trên tất cả các kênh truyền hình và xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, TV 360 Viettel còn nắm bản quyền của giải bóng đá hấp dẫn, cập nhật các bộ phim content hot nhất thị trường, phim song song, phim độc quyền, gần 200 kênh truyền hình và game show đặc sắc. TV 360 là ứng dụng truyền hình trả phí được yêu thích nhất tại Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng mỗi tháng. Quý vị có thể gọi tới tổng đài 1800 8168 để đăng ký lắp đặt internet tốc độ không giới hạn và truyền hình TV 360 của Viettel với ưu đãi lên đến 2 tháng cước sử dụng. TV 360, xem theo cách của bạn. Đơn hàng trở lại là xe nhảy xuống lắm, nên còn đem xe tải đi thu tát lại. Còn lại xe tải nặng đường dài, cứ tin dùng nhớ Castrol CRB Turbo Max mới. Giảm tiêu hao nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ động cơ. Là vậy, Castrol còn đang có chương trình Thầy Nhớ mở nắp sẵn trong vàng. Thì Thầy Nhớ là có cơ hội trúng hàng trăm giải vàng. Vậy thưa thầy, Castrol CRB Turbo Max cho con liền đi. Cứ đợi đây thì đến năm nay ấm em ơi nội. Castrol CRB Turbo Max giúp giảm tiêu hao nhiên liệu. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với chuyên mục nhận xét sự thật, chúng tôi điểm một số tin tức y tế đáng chú ý. Thời gian gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm AH5N1 COVID-19 tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia. Theo Bộ Y tế, hiện nay trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường là nguyên nhân gây xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm như là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện pha chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới để áp dụng trong quỹ thuật hiện đại PET-CT. Thông tin được Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, trưởng khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy, trên thế giới hai loại thuốc phóng xạ này đang được sử dụng rộng rãi cho người bệnh và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận vào các năm 2020 và 2016. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể sản xuất được. Do đó, người bệnh trong nước thường phải đi ra nước ngoài khi có nhu cầu chụp PET-CT với hai loại thuốc này. Năm 2023, số ca mắc tay chân miệng tại Việt Nam tăng giảm không theo chu kỳ các năm trước. Đến cuối tháng 11, bệnh có xu hướng giảm nhưng số ca mắc vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tại 20 tỉnh thành phố khu vực phía Nam ghi nhận trên 124.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2023, dịch bệnh tay chân miệng đạt đỉnh vào tuần 23 đến 31 rồi giảm chậm, sau đó lại tăng lại vào các tuần từ 41 đến 43. Sau tuần 43, tình hình dịch tiếp tục giảm chậm nhưng số ca mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Nhận định tình hình dịch còn kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh thành khu vực phía Nam tiếp tục tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Thông tin từ Sở Y tế Cần Thơ cho biết, lãnh đạo ngành y tế địa phương đã có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ bàn cách tiếp nhận máu. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cam kết trong tháng 12 năm nay hỗ trợ bệnh viện huyết học truyền máu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trên địa bàn Cần Thơ. Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu bệnh viện huyết học truyền máu triển khai kế hoạch tiếp nhận máu. Trước đó, tháng 6, tình trạng thiếu máu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra căng thẳng, Bộ Y tế có nhiều văn
khi đã được chẩn đoán mắc CVD thì phải dùng thuốc giãn phế quản hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ giãn phế quản suốt đời, ngay cả khi không có cảm giác khó thở hoặc không thở ho. Các công dụng của lá liệt đã được nghiên cứu, có tác dụng giảm đau, chống viêm, điều trị hen suyễn, bệnh hô hấp mãn tính, kháng khuẩn, chống co giật, trị tiêu chảy, chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ gan và làm lành vết thương. Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Vĩ An là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cắt và biến chứng viêm phế quản nặng, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Bảo Vĩ An đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng. Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Vĩ An liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày trên 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Khi mua Bảo Vĩ An, bạn sẽ được tham gia tích điểm, nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Vĩ An 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Vĩ An 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng 1 hộp Bảo Vĩ An 10 viên. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn Bích Cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu trong chương trình theo dòng thời sự phát sóng trên kênh Thời sự VV1. Ngay bây giờ là chuyên mục Nhận diện sự thật. Chiến lược toàn diện với 5 quốc gia là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ,